Ok. Hello, chào mừng anh em quay trở lại kênh channel của Star nha. Ở đây mình đây. Ok. Ở trong video sáng mình đã gọi là chia sẻ làm cái hành trình đó chính là cài 1.000 game đầu tiên của mình đúng không? Thì đó chỉ là mới phần 1 thôi và phần 2 thì mình sẽ sớm đăng cho anh em. Nhưng mà trong video này chúng ta có một cái rất là hay ho đó chính là làm thế nào để cho anh em có thể là kiếm được đó chính là 1.000 game mà anh em không cần phải gọi là tốn quá nhiều công sức để mà anh em có thể là cài. Đó. Thì đó chính là nội dung chính của ngày hôm nay nha. Và trong video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách để mà anh em có thể là vừa treo máy mà anh em có thể là vừa có thể là kiếm được 1.000 gem trong là cái Marketplace phiên bản này cho anh em. Ok, còn chần chừ nữa mà chưa gọi là ấn like và đăng ký kênh để mà ủng hộ mình nha anh em. Ok, thì trong video sáng á là mình đã cài lên phản không phải là một phản không phản hoặc ở không phải là một phản là nửa đường đâu, tại vì á đó chính là chỉ là một phần thôi, mình chỉ mới là sale thôi, còn khi mà mình đi bán thì nó sẽ khác nha. Ok, cho nên là anh em nào muốn hóng phần 2 thì anh em hãy comment nha, nó rất là dễ luôn em mà. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái vực chính là Trading Plaza nha anh em. Không biết là anh em có gọi là cài được bao nhiêu gem rồi. Tuy nhiên thì theo mình đánh giá là cái sự kiện mà Marketplace này đang hiện tại rất là hot luôn. Thì mình thấy rất là nhiều bạn gọi là chơi sự kiện này và có tôi bây giờ có giống như tôi thì tán già bại sản với sự kiện luôn anh em ạ. Đấy, ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái vòng này nha. Ở đây thì mạng của mình nó đang lỏ vải trưởng luôn cho nên là nó thành ra nó sẽ hơi hơi idle một xíu nha anh em. Ok, thì cách để mà anh em có thể treo máy trong cái này rất là đơn giản thôi. Nhưng mà cái điều kiện ở đây mà chúng ta cần phải thực hiện đó chính là anh em phải có một khoản gem nào đó để mà làm chi, để mà anh em có thể là vô trong mấy server nè, anh em săn sale những cái con này trước. Thì khi mà anh em đã có những con này để mà anh em sell lại á thì anh em mới có gọi là gem để mà anh em gọi là cài lên nha. Cái này là mình nói thiệt á, nếu mà anh em nào mà không có gem sẵn hoặc là anh em có không có gem nào luôn á thì anh em bắt buộc là anh em phải có khoảng 100 gem, ít nhất là 100 gem để cho anh em có thể là làm vốn và anh em cài lên đó. Còn không thôi thì em nhờ bạn bè của anh em chay cho anh em một con nào đó xịn cũng được. Ví dụ như mình ví dụ nha, ở đây thì chúng ta sẽ có là một con Green Laser Kamigamen. Thì con này nó đang hiện tại đang rất là hot, với lại là con Sid Kamigamen, con này là con khiên anh em đó. Thì hai con này là hai con đang rất là hot trong thời điểm hiện tại. Thêm một cái nữa đó chính là Santa TV Man, con này thì rẻ nhưng mà nó chất lượng nha anh em, khoảng 40 gem là anh em có thể là bán được cho mấy thanh niên trong server rồi. Ok, thì như cái tiêu đề mà nó nói á, thì chúng ta sẽ có làm như thế nào, đó chính là anh em chỉ cần vô trong một cái server bất kỳ và anh em vào trong đây, anh em đăng bán cho mình, anh em đăng sell cho mình những cái con gọi là unit mà anh em đang có. Ví dụ như ở đây là mình có con là Green Laser Kamigamen, mình chỉ sell với giá là 419 thôi, tại vì hôm qua là mình mua với giá là 399, nếu mà bán được thì mình sẽ lời được 20 gem đó. Những con này thì nó hơi giá hơi cao một xíu nhưng mà không sao, tại vì nó mạnh cho nên là giá này nó vậy là ok rồi anh em. Thì có nhiều bạn bán con này với giá là 450 luôn á, nhưng mà không, mình bán cái giá này thôi, đó là ok rồi. Và bên cạnh đó thì chúng ta còn để ý cho mình một con cái chính là sao upgrade titan Kamigamen. Đấy, con này thì nó cũng có cái giá tương đối là hữu nghị, mình chỉ để là 119 thôi, tại vì hôm qua mình mua khoảng 100 thôi, đây mà bán ra 119 là lời được gần 20 gem rồi. Đấy, ok, và không liên thiên nữa, mình sẽ nói cho anh em có bí quyết để mà anh em có thể vừa treo máy mà anh em có thể vừa được bán cái này luôn. Thì đó chính là khi mà anh em vô một server nào đó rồi thì anh em nhớ cố gắng đăng gọi là đăng sell nhiều con unit nhất có thể nha. Anh em có con nào cũng được, không biết là anh em có con gì nó xịn hay không, nhưng mà mình thấy là khi mà anh em vô á thì anh em nhớ đăng bán nhiều nhất có thể, để chi, để khi mà anh em gọi là treo máy á thì anh em đi chỗ khác anh em làm cái này làm cái kia. Ui, đậu xanh con này ông nào mua tôi không xem này. Vãi. Tôi nhớ là tôi đâu có bán con nào không xem đâu ta, sao mà tự nhiên có ông mua không xem. Ấy chết rồi anh em à. Chết rồi, mình đăng lộn con kia rồi, con kia. Phải bìu thật, mình đăng rõ ràng là đăng 45 mà anh em. 45 mà, chứ đâu phải không xem đâu, sao tự nhiên nó hiện lên thông báo là không xem ta. Hay là mình đăng lộn anh em. Rồi xong rồi, vừa mới vô thấy lỗ rồi anh em ơi. Vừa mới vô thấy lỗ rồi, chắc là bàn phím nó không ăn á anh em. Ây da, cay thật sự luôn. Đó, thì khi mà anh em vô á, thì anh em nhớ cố gắng anh em đăng sale nhiều, càng nhiều con unit càng tốt nha anh em. Đó, anh em ấy. Ở vãi lỗi hết anh em. Rõ ràng là mình sale chính chính có chính ấy mà, chính unit mà. 19 nè. Để xem có phải hay không nha anh em. Ôi cái này lỗi anh em ơi, lỗi lỗi lỗi. Lỗi nha anh em ơi.
Anh em thấy rõ ràng là mình đang 19 unit rõ ràng nha. Đây nè, ví dụ như mình đăng 19 unit đúng không? Mình sell lên, nhưng mà sell lên rồi thì nó để chỉ có là không unit thôi. Đó, mình đang sell lên là mình đăng lên là 9 19 gem mà mình gọi là thấy mình nhận được á, khi mình bán được chỉ có gọi là không gem thôi anh em. Rất là điêu nha, cái này mình nghĩ là đang bị lỗi á anh em. Tôi không biết là sao nhưng mà cái này chắc chắn là lỗi rồi. Đó, thì về cơ bản là anh em sẽ vào trong một server bất kỳ đúng không? Sau đó thì anh em đăng bán càng nhiều con unit càng tốt với cái giá mà hữu nghị nha, chứ đừng có giá trên trời nha anh em. Ví dụ như là ở đây chúng ta có con sao này nè, con sao này lúc nãy ủa hình như có ông nào mua của tôi thì rồi sao tôi nhớ nhớ là tôi lúc nãy tôi có bán mà ta. Ôi giờ mạng lắc lên đây mà, xong rồi mạng lắc đấy, thì anh em nhớ là đăng một cái giá nào đó nó hữu nghị xíu để khi á mà người ta vô người ta thấy cái giá của anh em ok thì ta sẽ mua. Và anh em chỉ cần việc là treo cái máy của anh em chân chỗ này thôi, anh em vô tới cái cổng này nè, sau đó thì anh em treo máy chân vị trí này đó, anh em treo máy khoảng đâu đó là 10 phút, 10 phút cho đến 15 phút anh em quay lại anh em thăm một lần đó. Nếu mà anh em phát hiện con nào của anh em đã được bán rồi á thì anh em phải chuyển qua server khác, anh em kiếm con đó anh em mua lại với giá rẻ hơn, và anh em kiếm một server nào đó bán giá cao thì anh em bán với giá thấp hơn cái server đó xíu và anh em tiếp tục anh em treo đó. Ok, ví dụ như của mình đây mình sẽ thoát ra nè, đó mình sẽ thoát ra và mình sẽ vào lại nha. Và anh em lưu ý là khi mà anh em vào lại á thì anh em nhớ check check xem trong cái phần là marketplace đó thì những cái người mà anh em vừa mới thấy nó có giống với những người mà trong trận trước anh em thấy hay không. Tại vì cái cơ chế của game này á thì nó sẽ ghép cho chúng ta vô những cái server mà có nhiều người là thân cận của anh em. Ví dụ như là server trước khi mà vừa mới chơi xong thì có thể là trận sau cũng sẽ ghép vô cho anh em ngay trận cái server nữa. Đó, cho nên thành ra là anh em cũng lưu ý là nếu mà anh em bị ghép chung với cái server giống server trước á thì anh em hãy thoát ra anh em vào lại server khác nha. Ok. Ok, của tôi không biết còn hay không đây. Rồi, của tôi mất anh em ơi. Của tôi mất tiêu rồi, chỉ còn con Green Laser Camera Man thôi. Hên là lúc nãy mình chưa sell mấy con xịn xịn nha. Nếu mà sell mấy con xịn xịn thì sell lộn một cái là lỏ luôn anh em ơi. Đây, mình sẽ sell thử một. Ôi trời ơi, lỗi này mà. Mấy em hiểu tại sao luôn thầy. Rõ ràng là mình sell một một gọi là một gem nhưng mà tới chừng mà nó hiện lên chỉ có hiện lên không gem thôi. Lỗi gì vậy tôi không biết nữa, lỗi này chết luôn rồi anh em ơi. Cái này mà anh em nào không biết mà anh em sell hết trơn cái đống này không không gem chắc tôi nghĩ là coi như anh em phá sản thôi. Đấy, có ông mua tôi con Titan Resin Man rồi giá 119 nè. Đó, anh em thấy không? Anh em thấy không? Rất là dễ. Đây, cái con Titan Resin Man tôi nè, 119. Bây giờ thì mua xong 119 rồi còn 125 nè anh em. Ý, đậu xanh có ông kia ông lên ông phá giá kìa anh em. Vãi nồi à. Ông mua của mình 119 xong rồi ông bán lại với giá là 124. Khôn thế. Không phải chưởng anh em à, thời luôn. 124 gì chắc là phải đổi server khác rồi, để tôi chỉnh cái mạng khác xem là nó có bị lỗi không nha, chứ mạng này vô rồi lỗi thì sao không xem chết luôn anh em ơi. Ok, và cách đơn giản nhất để cho anh em có thể chết được xem là cái người mà anh em đang chơi hiện tại chung á nó có phải là người trận trước hay không thì anh em chéo danh sách này nè, anh em xem cái tên nào mà anh em dễ nhớ, anh em nhớ cái tên đó cho mình đó, để khi mà anh em vô anh em chỉ cần lướt qua thôi là anh em sẽ biết. Đó, tôi biết người trận trước thôi nha, trận gần nhất thôi chứ trận xa quá là sẽ khó biết lắm. Ok, ở đây thì server này mình đang độc độc quyền mấy con này với giá hữu nghị rồi, cho nên là mình sẽ ổn định ở vị trí này được nha. Ở đây mình đang làm clip cho anh em cho nên là mình lướt lên lướt lui lướt lướt tới lướt lui gì đó, chứ nếu mà thật sự mình treo á thì mình sẽ cài đặt một cái thời gian khoảng đâu đó là 10 phút mình đặt khóa thức một lần đó, đặt từ 2 15 phút đi, tại vì 20 phút là anh em sẽ bị gian game cho nên là chỉ cần anh em đặt 15 phút thôi, cho dù anh em bị gian game đi nữa thì cũng không sao hết trơn á, thì anh em vẫn có thể là nhận được những cái gem này đó, cho nên là nếu mà anh em treo lố á thì anh em mua game lại, nếu mà có người mua thì cái số gem của anh em sẽ được tăng lên, cho nên là đây anh em cứ gọi là thoải mái nha. Ok, đọc xanh ông này bán 100 gem nè. Cái này thì ở đây mình sẽ thử lại xem có bị lỗi nữa hay không. Mình sợ bị lỗi nữa anh em. Mình sợ bị lỗi nữa. Rồi luôn. Tôi thấy méo hiểu tại sao luôn anh em ạ. Thôi, mình méo hiểu tại sao luôn nhưng mà cứ vô là lỗi nha. Đấy, ok, thì về cơ bản là anh em sẽ làm giống như của mình ở đây. Đó, thì thay vì mình là chết liên tục thì của anh em sẽ treo máy. Đó, anh em sẽ treo máy trong vòng 15 phút đi. Đó, chắc chắn anh em luôn. Thì sau khi mà anh em bán với giá hữu nghị á thì sẽ có người mua và cái game của anh em nó sẽ được cộng vô liên tục cho anh em. Cho nên là em cứ yên tâm nha. Ok, và đó là cách để cho chúng ta có thể là treo máy
để anh em có thể bán được những con unit trong Marketplace, kiếm khoảng 1.000 gem là chuyện đơn giản nếu mà anh em có nhiều cái con gọi là Green Razor này anh em. Thì mấy con này nếu anh em bán thì nó rất là ok, nó không có bị lỗ quá nhiều đó, thậm chí còn dễ bán nữa anh em. Nói với lại là cái con gọi là Titan Weatherman nè, mấy con này rất là dễ bán luôn. Ok, do là video này á mình làm gấp để mà mình chuẩn bị đi học, với lại là mình làm trên laptop anh em, cho nên là giọng của mình hơi sẽ hơi lạ xíu, nên là anh em xem video thì anh em nhớ like là cái kênh để mà ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì bye bye anh em, chúc anh em ngày mới vui vẻ và hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo trên kênh mình nha. Bye bye.